Ok, chào các bạn, mình là Đạt Nguyễn. Thì ở video này mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn một nơi giúp các bạn có thể trải nghiệm được VPS miễn phí, đó là Huawei Cloud. Thì ở đây nó có những cái gói để cho mình trải nghiệm thời gian từ 1 tháng, 2 tháng và cao nhất đó là mình có thể sử dụng trải nghiệm miễn phí trong vòng 1 năm. Thì ứng với những cái thời gian sử dụng đó thì mình sẽ có những cái cấu hình khác nhau. Thì thời gian sử dụng càng dài thì các bạn có cái cấu hình càng thấp. Giống như ở đây thì các bạn sử dụng 8.760 giờ thì nó khoảng 1 năm. Thì mình có cái cấu hình đó là 1 CPU và 2 GB đó. Thì cái link đăng ký mình để trong phần mô tả video. Các bạn có thể kích trong phần mô tả video. Để đăng ký trải nghiệm được ở đây thì các bạn phải xài thẻ tín dụng nha các bạn. Thì khi mà các bạn nghe tới thẻ tín dụng thì các bạn khoan thoát video. Ok, thì về cái cách để tạo được cái thẻ này thì các bạn có thể xem cụ thể bài viết mình viết trên trang Đạt Nguyễn ở đây. Hoặc là các bạn có thể quét mã QR này để tải app MB Bank về. Thì khi mà mình tải về xong, nếu như mà các bạn chưa có tài khoản tại MB Bank thì các bạn có thể đăng ký trực tiếp trên app này. Thì tại màn hình chính luôn, các bạn vào cái menu là thẻ. Sau đó các bạn sẽ thấy là phát hành thẻ, mình sẽ chọn vào. Thì cái loại thẻ mình sẽ chọn vào thẻ đa năng. Và sau đó mình sẽ nhấn phát hành. Sau khi phát hành xong thì các bạn có thể sử dụng được ngay. Thì sau khi phát hành các bạn nạp khoảng 20-30 ngàn vào. Để khi mà mình add thẻ vào Huawei Cloud á, thì nó sẽ thử trừ cái thẻ của mình. Sau đó nó hoàn lại trong khoảng 24 tiếng thôi. Sau khi mà có cái thẻ rồi thì mình sẽ vào đây. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái gói phù hợp để mình trải nghiệm. Thì ở đây mình sẽ chọn cái gói là có thời hạn sử dụng cao nhất, đó là 1 năm. Thì mình sẽ có cái cấu hình đó là 1 CPU và 2 GB. Rồi bây giờ mình sẽ kích vào Try Now. Ở đây mình sẽ nhấn vào đây để đăng ký. Ở đây mình sẽ nhập cái email của mình vào. Sau khi nhập email thì mình sẽ kích vào đây Get Code nè, để lấy cái mã xác thực. Rồi sau đó các bạn quay về mail của mình để mà lấy cái mã xác thực. Đây. Tiếp tục các bạn kích Next. Mình sẽ đặt mật khẩu cho tài khoản của mình. Ok, nhấn Finish. Ở đây mình sẽ điền cái số điện thoại của mình vào. Rồi tiếp tục mình sẽ nhấn vào Get Code 313693. Ở đây thì mình sẽ chọn cái quốc gia của mình ha. Nhấn vào đây để đồng ý những cái điều khoản rồi các kiểu của nó. Nhấn Enable. Tiếp tục là mình sẽ nhập lại cái số điện thoại của mình. Nhấn Send Code. Ok, nhấn Next. Rồi tiếp tục ở đây thì mình sẽ điền những cái thông tin cá nhân của mình vào. Ở đây thì cá nhân mình sẽ chọn vào mục này. Rồi điền thông tin tên của mình vào. Ở đây thì nó báo là cái VT thì mình sẽ chọn Non ha. Thì sau khi điền những cái thông tin như là tên, địa chỉ, zip code. Và ở đây thì mình chọn loại tiền tệ. Một cuối cùng là cái ngành nghề. Thì ở đây mình cũng chọn đại thôi. Rồi nhấn Next. Tiếp tục thì nó sẽ chuyển mình sang cái bước payment. Thì ở đây mình sẽ nhập cái thẻ credit card của mình vào. Đó, thì như bước đầu mình nói thì các bạn có thể lên app MB Bank tạo cái thẻ Visa đa năng đó, thẻ tín dụng không đồng đó. Sau đó mình sẽ nạp tiền vào, mình add vào đây. Thì mình sẽ tốn phí khoảng $1 đây. Ok, bây giờ mình sẽ nhập cái thẻ của mình vào. Sau đó mình sẽ tích vào cái ô đồng ý với những cái điều khoản của nó nè. Đấy, nhấn OK. Đây là cái bước test nhân phẩm nha các bạn. Đây là cái bước xác thực của ngân hàng thôi. 436323. Như các bạn thấy là mình đã add cái thẻ thành công, tốn khoảng $1 á. Như vậy là mình đã đăng ký và add thẻ thành công. Bây giờ mình sẽ quay về mail xem nó có thông báo gì hay không ha. Ok, thì nó có gửi cho mình một cái mail đã kích hoạt cái gói free cho mình. Bây giờ mình sẽ trở về Huawei Cloud nha các bạn. Đây thì trong này nó có rất là nhiều cái dịch vụ các bạn có thể tham khảo. Thì bây giờ để tạo được VPS các bạn có thể nhấn vào một ba chấm này, các bạn vào cái mục là Elastic Cloud Server nè. Thì trong này thì các bạn có thể đăng ký được rất là nhiều cái gói khác nhau. Thì để mà không có đăng ký nhầm á, thì các bạn có thể quay về cái trang chủ trial á. Đây cái trang lúc đầu tiên mình vào nè. Thì các bạn muốn đăng ký cái gói nào thì các bạn kích vào cái chữ Try Now. Thì nó sẽ tự quay về và nó chọn đúng cái gói đó cho mình. Thì ở những cái video sau mình sẽ chia sẻ cụ thể cách tạo VPS Windows và tạo những cái bản Windows tùy chỉnh như thế nào đó. Còn ở video này mình chỉ chia sẻ cho bạn cách để tạo được một cái tài khoản tại Huawei Cloud và nhận cái khoản trial của nó đó. Thì các bạn có thể thử đăng ký và trải nghiệm. Rồi ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.